Hôm nay đầu năm mới dương lịch, xin chúc ông bà anh chị em năm mới tràn đầy hồng ân tình thương của Chúa và sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin cho Kitô và ân sủng của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày đầu năm mới dương lịch, giáo hội đặt Đức Maria là đấng bảo trợ cho giáo hội và đặt tất cả niềm tin vào sự quan phòng của Chúa qua Đức Mẹ, và đồng thời đặt con cái của Ngài vào bàn tay dịu hiền của Đức Maria để xin Ngài phù trợ ban ơn và nâng đỡ ủi an chúng ta. Do đó đầu năm mới dương lịch, giáo hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và Đức Maria cũng là mẹ mỗi người trong chúng ta. Do đó giáo hội muốn đặt hết niềm tin của chúng ta qua Đức Maria đến với Chúa, và đồng thời Đức Maria đã ẵm Chúa Giêsu hài nhi thì xin bàn tay âu yếm của Đức Mẹ ấm bồng vuốt ve nâng đỡ mỗi người chúng ta trong cuộc sống suốt năm. Với tâm tình đó, chúng ta xuất song dâng lên Chúa lời tạ ơn hồng ân của Chúa, và đồng thời chúng ta cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria ban cho mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ chúng ta trong năm mới luôn luôn được bình an. Trong thánh lễ sáng hôm nay, Chủ nhật đầu tháng, chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các ân nhân, những ân nhân còn sống luôn luôn bằng an mạnh khỏe, những ân nhân đã qua đời trong hưởng hạnh phúc nước trời. Ngoài ra trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện lễ dỗ 17 năm cho linh hồn John Bautista. Tạ ơn Đức Mẹ La Vang, năm mới xin cho công an việc làm được bình an, và cầu cho các linh hồn. Để xứng đáng thực hành thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thôi nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đẹp trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa của chúng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ngợi thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ca lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngài Đức Trinh Nữ Maria Sinh Hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ân cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chỉ nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhân lãnh nguồn sức sống vinh cửu là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và yên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài Trích Sách Dân Số. Chúa phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với A-a-rôn và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Chúa Tài
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tự. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay đầu năm mới dương lịch, Giáo hội mừng lễ trọng Đức Maria
Mẹ Thiên Chúa. Đây là một đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria. Từ việc tuyển chọn Ngài để công tác với Thiên Chúa trong công việc cứu độ, và qua cái tiếng xin vâng của mẹ Maria trước Thiên Sứ Gabriel truyền tin, và cái lời xin vâng đó đã được Thiên Chúa đón nhận, và loài người chúng ta vui mừng hân hoan qua cái lời xin vâng đó, để rồi ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, mang ơn cứu độ cho loài người chúng ta. Và cũng qua tiếng xin vâng đó mà ngôi đời đã hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. Và cũng nhờ từ xin vâng đó mà Thiên Chúa thực hiện cái chương trình cứu độ loài người cho chúng ta. Và cũng nhờ từ xin vâng đó mà tình yêu của Thiên Chúa được nối lại với con người. Con người không thể lên trời được thì Thiên Chúa sai con của Ngài từ trời xuống để đất trời hòa quyện với nhau và kết hợp làm một. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội hân hoan mừng lễ trọng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có niềm tin thì có lẽ gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa quả là một vấn đề không ổn chút nào. Bởi vì Thiên Chúa tự mình mà có, vậy thì Đức Maria sinh Thiên Chúa trai trao, cho đó Đức Maria được gọi là mẹ Thiên Chúa. Vậy thì Đức Maria sinh Thiên Chúa, mà con người mà sinh Thiên Chúa thì không ổn chút nào. Kính vì thế mà bè rối Nestorio những thế kỷ thứ ba, thứ tư trở đi, họ phản đối vấn đề Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, không được gọi danh hiệu đó. Bởi vì Đức Maria là con người nhân loại, chỉ sinh ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa với xác thịt con người, không thể nào gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa được. Cái bè rối này phát triển rất rộng rãi và nhiều người tin theo, bởi vì Đức Maria là con người nhân loại mà lại sinh ra Thiên Chúa thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng từ đầu nhân loại đã tôn sùng và dám gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mặc dù bè rối Nestorio phản bội rất kịch liệt về tiếng gọi này. Bốn thế kỷ sau, năm 431, công đồng Efeso đã họp và tuyên bố Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, do đó được phép gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu có hai bản tính, một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người. Vậy thì Đức Maria sinh Chúa Giêsu với bản tính loài người kết hợp với bản tính Thiên Chúa thì cũng gọi là mẹ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nhưng vẫn còn tranh cãi. Và sau khi công đồng Ê-phê-sô tuyên bố cái tín điều này thì tất cả dân chúng hoan hô, họ thức suốt đêm để chờ cái lời tuyên bố này. Và sau đó họ tổ chức một cuộc rước kiệu rất là long trọng, nhiệt tình, đông đảo dân chúng tham dự cuộc rước kiệu để tôn vinh Đức Maria. Nhưng rồi vấn đề vẫn còn tranh cãi cách này cách khác. Cho 20 năm sau, tức là năm 450, công đồng San Sedan
lại một lần nữa xác tín cái tín điều quan trọng, đó là Đức Maria sinh Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Do đó vấn đề gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa rất hợp tình và rất hợp lý. Trong tin mừng khi Đức Maria đi thăm viếng bà chị họ Elizabeth, thì chính bà họ đã kêu lên: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Thưa các bạn, anh chị em, đó là một vài nét về lịch sử, về tiếng gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đã được xác định một cách rất rõ nét, và đồng thời chứng minh một cách cụ thể về việc Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Do đó gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa rất hợp tình và rất hợp lý. Thưa quý ông bà anh chị em, từ đó cho đến ngày hôm nay và có lẽ đến tận thế, Đức Maria vẫn được tuyên xưng, vẫn được yêu mến, bởi vì Đức Maria là Eva mới. Eva cũ đã đưa con người nhân loại đến diệt vong của tội lỗi và sự chết. Nhờ Eva mới là Đức Maria đã đưa con người từ tội lỗi và sự chết nên một thế giới mới, thế giới của tự do, của bình an và hạnh phúc. Đó là ơn cứu độ đã được Thiên Chúa qua Đức Kitô thực hiện cho loài người chúng ta. Và trong suốt quá trình lịch sử, Đức Maria luôn luôn can thiệp vào cuộc sống của giáo hội và của mỗi người trong chúng ta. Những lần mà Đức Mẹ hiện ra ở nơi này, ở nơi kia, hai nơi mà giáo hội công nhận đó là năm 1917 ở Fatima, sang năm là được 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima. Rồi nhất là năm 1858, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, xác tín ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và những lần hiện ra nơi này nơi kia đều nói lên cái vai trò, cái trách nhiệm của Đức Maria đối với loài người chúng ta. Khi mà Chúa Giêsu trao Đức Maria cho Gioan, thì lúc đó Gioan coi Đức Maria như là mẹ của mình, và Ngài đã đưa Đức Mẹ về Ê-phê-sô để săn sóc cho những năm cuối đời. Do đó chúng ta xứng đáng tôn sùng yêu mến Đức Maria là mẹ mỗi người chúng ta. Ngày đầu năm mới dương lịch, giáo hội dâng lễ này để trước hết là cảm tạ tình thương của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta, bởi vì Thiên Chúa vì tình thương đã ban cho loài người chúng ta một người mẹ rất tuyệt vời. Và người mẹ này luôn luôn yêu thương và săn sóc chúng ta. Do đó chúng ta yêu mến Mẹ Maria, vâng lời Ngài và bắt chước học tập những nhân đức của Đức Maria. Vậy thì nhân đức của Đức Maria đó là tin, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu. Đã gần mình đồng trinh, mặc dầu có lập gia đình, nhưng mà khi Thiên Sứ loan báo trinh nữ sẽ thụ thai sinh một con trai, đặt tên con trẻ là Giêsu, thì Đức Maria một mặt là khấn giữ mình đồng trinh, mà bây giờ Thiên Chúa lại bảo là sinh con. Nhưng vì niềm tin
hoàn toàn đây là ý của Thiên Chúa. Cuối cùng Đức Maria: này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng như lời Thiên Sứ truyền. Và cái cuộc đời của Đức Maria là luôn luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Qua những biến cố này, qua những biến cố kia, nhất là biến cố con của Ngài bị bắt rồi bị kết án tử hình trên thập giá, Ngài vẫn luôn luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó là cái bài học mà chúng ta cần phải học tập nơi Đức Maria, và cũng qua Đức Maria để chúng ta biết quan tâm đến những người chung quanh. Đức Maria, cái hình ảnh đầu tiên đi viếng bà chị họ cũng là một sự quan tâm, đó là một sự chia sẻ. Và Đức Maria là nguồn sự sống của mỗi người chúng ta. Ngài đã sinh ra Đức Giêsu, Ngài đã chăm sóc, nuôi nấng, giữ gìn cái mầm sống của Thiên Chúa qua Đức Kitô như thế nào. Hôm nay mừng lễ Đức Maria mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ mỗi người chúng ta. Chúng ta dâng lời tạ ơn và đồng thời chúng ta cầu xin qua lời cầu bầu của Đức Maria mẹ Thiên Chúa, ban cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng là con Chúa và là con của mẹ. Và đồng thời chúng ta cố gắng để sống xứng đáng làm con Chúa, con của mẹ bằng cách học tập cái đức tin phó thác nơi mẹ Maria, để rồi từ đó chúng ta được sống trong bình an và yêu thương. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, ngôi hai nhà thờ trong lòng Đức Trinh Nữ Maria ngay khi Thiên Sứ truyền tin, và kể từ lúc ấy Đức Trinh Nữ đã trở nên mẹ Thiên Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho mẹ một đặc ân cao quý, chúng ta cùng tha thiết cầu xin. Hội Thánh luôn nhắc các Kitô hữu nhớ rằng đối với Đức Mẹ, lòng tôn sùng chân chính hệ tại việc nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tuân giữ cẩn thận lời giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiện tại lòng tôn kính mến yêu Đức Mẹ và khủng hoảng trầm trọng ở nhiều nơi. Người ta coi thường việc đạo đức kính Đức Mẹ như lần chuỗi chẳng hạn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết hết lòng mến yêu Đức Mẹ như Hội Thánh mong muốn.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong lúc đó cũng có một tình trạng hoàn toàn trái ngược, là có nhiều Kitô hữu quá dễ tin vào những chuyện phù phiếm và đặt lòng tôn sùng trên mọi tình cảm chóng qua và vô bờ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu liên ghi nhớ rằng lòng yêu mến Đức Mẹ thật sự phát triển, phát sinh từ một đức tin chân chính. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thật lòng yêu mến Đức Mẹ sẽ cố gắng thực hiện những gì Mẹ đã dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc đạo đức bà Mẹ đã dạy, như siêng năng lần chuỗi măn côi, sám hối tội lỗi và nhất là canh tân đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, ước mơ tha thiết của mọi người trên thế giới hôm nay là được sống trong an bình và hạnh phúc. Vậy xin Chúa ban cho nhân loại được hưởng một nền hòa bình thật sự trong năm mới này. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương ban sự bình an, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em ơi, cầu nguyện đầy lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp với trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức của thập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thay ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc đã là chính đáng vai đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con trong ngày lễ kinh trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần
Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ quy linh Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tiên xưng rằng: Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, thành ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng ở thế tức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phong sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Giám Mục Giêsu sẽ phụ tang chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương, hôm nay đầu năm mới dâng lịch, chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn và xin Chúa ban bình an cho chúng con trong năm mới này. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho các vị ân nhân còn sống luôn bình an, mạnh khỏe, những vị ân nhân đã qua đời trong hưởng hạnh phúc nước trời. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là dỗ 17 năm cho linh hồn Gioan Bautista, linh hồn Luca Maria và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào gương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đều đồng hướng cùng đôi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: ở trên trời chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ qua nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam được, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thánh Tử Giêsu và là Mẹ Giáo Hội. Xin cho yết tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.